Tổ tiên dạy phải nhớ, ba điều càng ít nói, phúc khí càng tràn đầy. 1. Những bí mật của riêng mình. Với bất cứ ai, bí mật chỉ là bí mật nếu bạn chẳng nói ra. Việc tiết lộ cho ai bí mật của mình có nghĩa là điều đó không còn là bí mật nữa. Mỗi người đều có những bí mật, những khoảng trời giấu kín trong lòng. Chúng nằm gọn trong những góc sâu nhất của trái tim chúng ta. Hãy nhớ, bí mật là tù nhân của họ. Nếu để lộ ra ngoài, bạn sẽ là tù nhân của nó. Khi giữ kín thì bí mật sẽ là đầy tớ trung thành. Nhưng khi bị tiết lộ thì bí mật sẽ trở thành tai họa cho chủ nhân. Nếu một người tiết lộ bí mật, chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Bí mật nhỏ xíu cũng có thể gây họa cho bạn. Người biết bí mật có thể lấy điều đó để khống chế, đối phó với bạn hoặc làm hại bạn, khiến bản thân bại danh liệt. Thế nên dù có thân thiết đến mấy cũng đừng kể những bí mật của mình. Nếu đã là bí mật thì nên chôn sâu ở trong lòng, đừng tùy tiện nói ra. 2. Những oán hận bất bình. Cuộc sống này chẳng công bằng với bất cứ ai. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, có người làm mặt kiếp vẫn nghèo. Cuộc sống này khó mà tránh những lúc bất công, tức giận. Lúc đó chỉ muốn nói ra cho bằng hết. Nhưng chính là những thời điểm như vậy thì bạn lại càng phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Bởi vì khi đang ở trong trạng thái cảm xúc tiêu cực thì khó mà nói ra được những lời dễ nghe. Hơn nữa, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Nếu bạn phàn nàn với người khác thì chưa chắc họ đã có thể đồng cảm được với bạn. Đôi khi những bất bình mà trong tâm bạn phàn nàn với ai thì vấn đề của bạn sẽ càng rắc rối hơn. Bệnh từ miệng mà vào, họa tự miệng mà ra. Khi nói chuyện với người khác, bất kể là thân thiết đến mấy, thì bạn cũng chớ nên nói ra những oán hận, bất bình trong lòng. Hãy để những điều đó tự mất đi. Việc phàn nàn chẳng giúp gì cho bạn, mà còn khiến hình ảnh của bạn xấu đi trong mắt người khác. 3. Những ưu điểm, thành tích của bản thân. Dù bạn giàu sang thế nào, đạt được nhiều thành tựu ra sao, thì cũng đừng mang ra so sánh với bất kỳ ai. Bởi có ít người có thể cảm nhận được hạnh phúc đối với những thành công của bạn. Bạn khoe khoang ra ngoài sẽ rất dễ làm cho người khác ghen tị, thậm chí là thù hận. Có người ở vị trí thấp hơn bạn sẽ không nghĩ tới việc phấn đấu để được như bạn, mà họ chỉ nghĩ làm sao để dìm bạn xuống thấp giống như họ. Bởi vì vậy, tốt nhất, chuyện vui buồn gì thì cứ giữ trong lòng, đừng nói với bất cứ ai cả. Dưới đây là 3 thói quen xấu làm tổn hại phúc khí của chính bạn. Loại bỏ ngay những thói quen này khỏi cuộc sống của mình, vận may của bạn sẽ ngày càng vượng phát. Thứ nhất, quá tốt để nói lời từ chối. Ông trời sẽ không phụ lòng người tốt. Tuy nhiên có một điều bạn luôn cần phải nhớ. Người tốt cũng có cần nguyên tắc. Lòng tốt là một sự lựa chọn. Khi ai đó có ý định lấn át, lợi dụng bạn, bạn nhất định phải có dũng khí để nói lời từ chối. Nếu một người không dám làm mất lòng ai, không bao giờ dám nói lời từ chối, người đó chính là tự đẩy mình vào thế khó. Xuất phát từ ý định tốt, song họ lại đang ngày một khiến cuộc sống của mình trở nên lộn xộn, vất vả hơn. Nhớ rằng, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn, xứng đáng để bạn giúp đỡ. Họ không phải là khó khăn thực sự mà là lười biếng, không muốn động tay chân và tìm cách để lợi dụng bạn. Họ biết bạn cả nể và sẽ không thể nói lời từ chối.
Tất nhiên, những người như vậy sẽ không bao giờ thấy biết ơn sự tử tế mà bạn đã dành cho họ. Tất cả những gì bạn làm, đồng ý với những yêu cầu vô lý đó, chỉ tổn hại đến cuộc sống của bạn mà thôi. Không biết cách từ chối, không dám từ chối, cảm thấy tội lỗi khi phải từ chối người khác, chắc chắn là một thói quen xấu cướp đi phúc khí của bạn. 2. Hay giận dữ, cáu kỉnh, dễ nổi cơn tam bành. Khi một người luôn sống với sự tham, sân, si, phúc khí của họ sẽ ngày càng giảm. Có người sẵn sàng nóng giận chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Họ cáu kỉnh và la hét, chẳng ngại nói những lời cay nghiệt với mọi người. Họ không chấp nhận sự khác biệt của mọi người và sẽ giận dữ khi ai đó không làm vừa ý mình. Những người như vậy tốt nhất bạn không nên kết thân. Trong cuộc sống này, 9 phần 10 là điều không vừa ý. Quan trọng là thái độ đối mặt của chúng ta. Đừng chỉ vì những chuyện nhỏ mà mất đi kiểm soát, cảm xúc để rồi dẫn đến những hành động khiến bản thân phải hối hận sau này. Cơn thịnh nộ chính là điều dẫn con người ta đến những bất hạnh và thảm họa. Người dễ mất bình tĩnh, luôn nóng giận thường ít khi gặp điều may. Muốn thay đổi điều này, hãy đọc sách nhiều hơn, trau dồi bản thân, thực hành chánh niệm và tập kiểm soát cảm xúc của mình. Theo thời gian, bạn sẽ dần bình tĩnh hơn, nhận thấy mọi thứ không phức tạp và tệ như mình vẫn tưởng. 3. Buông thả bản thân, lười biếng. Có người luôn phàn nàn rằng vì mình không may mắn có xuất thân tốt, không có người hậu thuẫn nên số mệnh mới tầm thường. Họ lấy đủ mọi lý do về sự bất công để giải thích cho sự buông thả bản thân ngày càng lười biếng. Nhớ rằng không phải 1 triệu phú, tỷ phú đều có được ngày hôm nay nhờ những gì họ được thừa hưởng. Nếu không phải là thế hệ giàu có thứ hai, hãy nỗ lực làm việc chăm chỉ hơn nữa để trở thành thế hệ giàu có thứ nhất. Thay đổi số phận của bản thân và gia đình, đừng lấy xuất phát điểm ra để bao biện cho sự lừa biếng. Đừng oán thán ông trời bất công để không nỗ lực và ngày càng tụt về sau.